Toàn thể khán phòng chú ý. Nghiêm. Chào cờ. Chào. Được mời toàn thể khán phòng ổn định vị trí ngồi. Đức Anh và Gia Hân xin được gửi đến toàn thể thầy cô giáo và các anh chị, các bạn đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay lời chào nồng nhiệt nhất. Chúng ta đang có mặt trong lễ phát bằng tốt nghiệp của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2019. Kính thưa quý vị và các bạn, sau những khoảng thời gian gắn bó với mái trường của chúng ta, hôm nay sẽ lại là một cột mốc rất đáng nhớ đối với các anh chị và các bạn, bởi vì chúng ta sẽ chính thức cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cử nhân. Đây là một mốc chứng nhận cho những nỗ lực học tập của mình trong những năm tháng là sinh viên của trường. Đây chỉ là một chặng đường khởi đầu mới. Tuy nhiên, chúng ta luôn tin rằng ngôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh là một bệ phóng vững chắc giúp cho chúng ta có thể đạt được ước mơ trở thành những người nghệ sĩ tương lai, và họ được nhà trường nâng bước và chắc chắn sẽ lại làm rạng rỡ mái trường này. Và đến tham dự với buổi trao bằng tốt nghiệp này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các quý thầy cô và những vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ nhà giáo ưu tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Xuân Dũng. Xin được chào đón thầy Phạm Huy Thục, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ cô Trần Yến Chi, trưởng phòng đào tạo nghiên cứu khoa học hành chính tổng hợp. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Công Ninh, trưởng khoa điện ảnh truyền hình. Xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Ái Linh, Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lê Hùng, Phó trưởng phòng đào tạo nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Phan Nhất Dũng, Phó trưởng phòng công tác sinh viên. Chúng ta vui mừng chào đón nghệ sĩ ưu tú Đặng Lưu Việt Bảo. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú cô Diệu Đức. Xin được chào đón nghệ sĩ Hữu Luân. Xin được chào đón thầy Lý Anh Tâm, giảng viên khoa điện ảnh. Xin được chào đón thầy Cao Tấn Lộc, giảng viên khoa sân khấu. Xin được chào đón cô Thu Hằng, giảng viên khoa sân khấu. Và cùng với toàn thể quý vị phụ huynh, các khách mời, các bạn sinh viên trường, và đặc biệt là gần 120 tân cử nhân sẽ nhận bằng tốt nghiệp và chính thức bước vào một chặng đường mới của ngày hôm nay.